Người xưa quan niệm muối là thứ mặn xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Trong đời sống hàng ngày, muối có một vị trí rất quan trọng và chỉ đứng sau gạo. Vì vậy, đầu năm người dân thường mua một bát muối để lấy cái sự mặn mà cho cả năm. Bát muối được mua là muối mới, trắng tinh, sạch sẽ, người bán đong đầy tới tận ngọn chứ không gạt ngang miệng bát. Có người còn rắc muối ra đường và xung quanh nhà với hy vọng nơi nơi đều bình yên. Mùa muối đầu năm cũng có ý nghĩa trong văn hóa ẩm thực, văn hóa tình cảm. Nó mang lại sự đậm đà cho các mối quan hệ gia đình, sự hòa thuận giữa vợ chồng, con cái. Như câu ta nói là muối 3 năm muối đang còn mặn. Cái đó là cái câu ông cha ta để lại. Mà nó gây được cái tình cảm giữa trong gia đình và quê hương. Là hạt muối là khi nào cũng đứng đầu. Từ cái ý nghĩa đó là thực ra nói thì không những là gia đình tôi mà mọi người, mọi nhà là đều thấy hụt muối rất là quý giá. Cùng với mua muối đầu năm thì cuối năm mua vôi cũng là tục lệ rất được người Diễn Châu xem trọng. Với quan niệm dùng xây nhà, ăn trầu và dùng để rải bốn góc nhà để đuổi tà ma, nên mua vôi tức là có liên quan đến cả ba việc lớn trong gia đình. Người dân mua vôi cuối năm là mua hết cái sự bạc bẽo để đầu năm lại mặn mà, may mắn. Cuối năm mua vôi còn là để quét lại căn nhà, chuẩn bị đón năm mới và xóa đi những điều không hay trong năm cũ, thể hiện một sự khởi đầu và cũng để sửa chữa những sai lầm, khôi phục lại những thất bát đã qua. Xưa nay ông cha để lại là cuối năm là gia đình nào là họ cũng nhà nào cũng mua vôi để quét cho sạch cửa sạch nhà và xua tan những cái điều mà đen đủi đến với gia đình để đem lại sang năm mới cho gia đình được sạch sẽ, khang trang, xóm làng được đẹp đẽ và đem lại cho gia đình những sự may mắn hơn năm cũ. Tục đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi cũng là xuất phát từ việc người Việt vốn rất cần cù, chịu khó và tiết kiệm. Nên mua muối đầu năm là để cha mẹ nhắc nhở con cháu tiêu pha tiết kiệm để dành tiền cuối năm mua vôi xây nhà. Hiện nay không ít người, nhất là giới trẻ, bắt đầu sao nhãng các phong tục, tập quán của người xưa. Tuy nhiên với rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp mà cha ông để lại, nên phong tục này vẫn được người Diễn Châu giữ gìn để nhắc nhủ con cháu biết trân trọng giá trị lao động và xây dựng hạnh phúc gia đình bền lâu. Phong tục đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi nó mang cái khát vọng lớn nhất của người Việt Nam chúng ta và con cháu bây giờ, đó là gìn giữ được cái bản sắc văn hóa. Đây là bản phá ngoa dân tộc về cái hình ảnh cuộc sống, nó gắn liền cuộc sống và truyền lại cho con cháu, thì muốn là làm ăn trầu, ăn miếng trầu phải dùng hột muối, cũng biết được cái ý nghĩa sâu xa của đó. Đó là một cái khát vọng của dân tộc của mình. Năm mới đã cận kề, không khí nhộn nhịp, tấp nập, báo hiệu một cái Tết thực sự ấm cúng, sung túc đã đến với mọi nhà. Với rất nhiều ý nghĩa sâu sắc, người Diễn Châu với truyền thống ngàn năm văn hiến vẫn đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi để lưu giữ phong tục xa xưa của cha ông, với một ước muốn thật bình dị cho cuộc sống an bình, hạnh phúc trong năm mới.